Chào các bạn, hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về phần mềm tính toán dạng ảo theo tiêu chuẩn 118.23.2017. Thì theo tiêu chuẩn 118.23.2017, trong đó có phần quy định về việc là khi nào thì kết cấu mình phải tính theo mô hình dạng ảo. Ở đây thì theo 6.3 mô hình dằn và chấm, thì cái mô hình dằn và chấm này được xem xét khi thiết kế đế móng hay là bệ đề cập, hoặc các trường hợp khác mà khoảng cách giữa điểm đặt lực và phản lực gối nhỏ hơn 2 lần bề dày cấu kiện. Nghĩa là khi mình đặt, ví dụ như mình đặt phản lực gối là 1 mét 1 mét, mình đặt khoảng cách lực đi xuống là 1 mét 1 mét. Cái bề dày cấu kiện của mình, lúc đó mình chọn cái bề dày cấu kiện của mình là nhỏ hơn 2 lần bề dày cấu kiện. Nghĩa là ví dụ như đây 1 mét 1 mét, nhưng mà mình chọn cái chiều dày của cái phần ở dưới này, nó đang là 1 mét 1 mét, nó nhỏ hơn 2 lần chiều dày. Nếu như chiều dày đây mình chọn là 0,6, thì 0,6 mình nhân 2 nghĩa là 1,2 m. Thì lúc đó cái kết cấu này mình phải tính theo mô hình dạng ảo. Cái gì? Với một số xà mũ trụ, xà mũ trụ thì bắt buộc khi mình bố trí, ví dụ như mình làm dầm mạng rỗng bố trí 1 mét 1 mét, thì cái xà mũ mình nó dày hơn 0,5 m, là lúc đó mình phải xét mô hình dạng ảo. Nó là cần phải được xem xét, đó là ngoài cái cách tính tay thì mình phải tính thêm theo mô hình dạng ảo. Cái mô hình dạng ảo mà tính xà mũ á, thì nó có một cái phần mềm gọi là Adjust Tie. Này là bản 2020. Bản 2020 này nó có một cái hay, đó là nó tự động điều chỉnh cái dạng ảo cho mình. Nó là nó tính theo theo như quảng cáo thì nó là dùng machine learning. Hôm nay mình sẽ tính một cái ví dụ cho các bạn coi. Ở đây mình sẽ có là bề rộng. Ở đây là chỉ quan tâm đến xà mũ thôi. Xà mũ cho nên là mình sẽ khai báo như này. TL là bề rộng xà mũ, nên mình sẽ có tổng bề rộng của xà mũ là 16 mét. Bề rộng của xà mũ là B. Bề rộng của xà mũ ở đây sẽ là 1,6 m, H1 là chiều, đây cái nó bị tràn một chút xíu, thì mình sẽ coi cái ở trong này để mình lấy cái thông số ra cho nó dễ hình dung. Ở đây phần mềm tính rất là nhiều thứ, tính cục bộ theo mô hình dạng ảo. Đây. Dimensions. Đây. Mình sẽ coi ở trong này, bởi vì cái kia nó bị khuất đi hơn. Đây là xà mũ, nó có thể tính được xà mũ của nhiều cột, để thân cột. Đây mình chỉ tính một cột. H1 là phần chiều cao mà không có vát của xà mũ. H1 của mình ở đây là 0,6. Một là 600. H2 là cái phần vát của xà mũ. Thì đây của mình là phần vát này là 0,9954.
954. CV kép là chiều dài của từng thân. Đây của mình là nó rất là rộng. 5672 CV kép 5672 L1 là khoảng cách từ phần hẳn thế đến ở đây thì mình sẽ có là 4,5 m 4,500. L2 là tính từ tên. Tính từ tên ra đến cấu kiện. Thì của mình ở đây là từ tên. 3,49 m cho là 3,5 m đi. L2 của mình là 3,5 m. L4 này đối xứng với L1 thì cũng là 4,5 m. Bearing là số lượng gối ở trên cái cầu của mình là có bao nhiêu gối. Ví dụ như đây của mình là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gối. Thì ở đây mình sẽ chọn vào là có 9 gối. Và khoảng cách của nó thì nó sẽ tính là từ tim. Lấy cái điểm miết bên ngoài này làm móc thì nó sẽ có cái khoảng cách và cái kích thước gối. Khoảng cách và kích thước gối tính tới tim gối. Mình có tính tới tim của gối từ miết ngoài này cho tới tim gối là cái gối đầu tiên của mình là nhập khoảng cách trước nên là 1 mét. Sau đó đến 2,75 m. Sau đó đến 4,5 m. Sáu mét 25. Tám mét ngay tim. 9,75 m. 11,5 m. 13,25 m. 15 m. Kích thước của gối thì ở đây mình sẽ có kích thước của gối theo hai phương. Cái đây kích thước của đá kê gối thì gối này của mình sẽ là 500. Chiều dày là 50. Này là 50. Này để phần mềm tính tải trọng bản thân. Bốn trăm. Này là 500. Để phần mềm tự động sẽ phát sinh mô hình dàn ảo cho mình thay vì phiên bản cũ á, là mình phải tự mình vẽ cái mô hình dàn ảo vào. Tiếp theo là tải trọng. Ở đây mình có 9 gối thì nó sẽ có tải trọng ở đây gồm có là DC là tĩnh, D là tĩnh tải, còn L là quạt tải.
thì mình phải tính mình dựa vào cái bản tính đây đó, mình sẽ dựa vào đây để mình nhập vào tải thì nó sẽ có đây, nó sẽ có bao nhiêu loại tải và nó có cái hệ số là như thế nào. Giờ đây của mình mình sẽ có là hai tải đi, của mình thì sẽ có là tỉnh tải là bằng trên nè lớp phủ, cho nên mình sẽ có ba loại. Cái tên này mình đặt lại được, ví dụ như đây mình đặt là DC nè, đặt cho nó giống như trong quy trình nè. Đây là đây là DV kép, mình có bốn loại, có thêm là tải trồng lạc. Đây mình ghi cái này là hát là 93 đi. Đây là đó. Thì giá trị ở đây là B1, B2, B3, B4 là bằng bao nhiêu. Ví dụ như đây mình sẽ lấy là vertical là theo phương thẳng đứng và theo phương nằm ngang là nó có hai phương. Mình quan tâm đến cái phần nằm ngang. Ở trong làng là tính tải sở mẫu của chương trình từ tính tiện ích tính tải trên. Đó. Đây mình sẽ có là đây là đơn vị là kilonewton, thì giống nhau hết, gối nào cũng giống như gối nào. Số 14 ở đây không copy được. Số 14 hát là 9 tiện ích, hát là 93 154 154871, hát 548 xem là 549 đi, 549 549 549 549 549 DV kép là 65 65 65 65. Tỉnh tải xà mũ chương trình từ tính tải trồng làng thì nhỏ rồi 153 155 155 155. Ở đây nó sẽ có là cái STM setting là cái mô hình dạng ảo của mình đó. Ở đây nó sẽ nói mình là A nè, cái A này là đặt mấy gối. Và cái D là cái khoảng từ cái thớ thép của mình đó. Cái C mình để là 100 100 100. Mình có thể cho nó là 2 hoặc là 3. Này mình để 3 cũng được, không sao. F là ở đây là có một cái nút ở cái mặt bằng F ở đây. Có cần hay không, mà nếu như không thì cũng đang xem ra tới rebar là để vào phần mềm mà. Cho mình là cái rebar theo phương nào thì ở đây mình cần cái rebar.
mình cứ nhập lát chương trình sẽ tính ra cái diện tích hút thiết cần thiết, rồi mình sẽ so sánh với cái bản vẽ của mình sau. Mình cứ để mặc định. Đây là số lượng cây thì cái này mình cũng cũng, cũng để hết ở đây để cho nó có thiết ra cho chạy lát mình chỉnh sau. Thì ở đây phần mềm nó sẽ tính ra cho mình được là tới mấy vùng thép, là vùng thép C, thép C là vùng thép thép đai á, tính ra được thép đai, là thép D là thép lưới và thép B là thép dưới và thép A là thép thép trên. Giờ tính ra cho mình được bốn vùng thép. Mình ok ha, okay, có gì sau này mình chỉnh sửa sau. Từ đây phần mềm sẽ vẽ ra cho mình. Sau đó mình lưu bài. Lưu bài. Đây là trụ B1, B8. Version V2020. Ok. Thì khi mà mình ở đây nó sẽ có một cái mục chỉnh tải đây. Lúc mình nhập vào thì nó đây là 293. Đây là những cái tên tải mà hồi nãy mình đặt vào. Đây là vật liệu bê tông mà chương trình hồi nãy là chương trình tự lấy ra. Mình cũng để nguyên. Rebar. Thì ở trong này rebar này nó sẽ có là rồi sau đó mình chọn lại cái D này để cho nó giống với cái của mình. Tiết giảm cường độ. Cường độ của thép 400. Ok, mình muốn thêm thì mình thêm. Chọn cho nó thành default là mình ok. Mình có thể sửa được tọa độ của nút ở đây. Đây là tọa độ nút mà phần mềm tính ra cho mình. Cloud. Element. Đó, thì chương trình đầu tiên là chương trình sẽ vẽ ra cho mình một cái dạng ảo. Nó giống như thế này. Nhưng sau đó mình chạy thì mình chạy với cái tính năng là Run Optimization Analysis. Đó, để chương trình sẽ sửa lại. Sửa lại cái dạng ảo cho nó hợp lý. Thì chương trình sẽ tính ra được này. Lúc nãy mình thấy cái dạng ảo đề xuất khác nhưng sau này chạy lại bởi vì nó có cái tính năng này.
mình thì không xem được cái dòng, xem được cái dòng ẩn xuất, cái dòng ẩn xuất thì nó sẽ vẽ cái biểu đồ đi theo cái dòng ẩn xuất đó. Nó sẽ có một cái là tổ hợp tải trọng. Được, tải trọng thì ở đây mình tính với làm thái giới hạn là cực độ. Mình có trạng thái giới hạn cường độ thì ở đây nó sẽ có là nó khơi qua S nó cho nó bằng 1 để nó tính ra tải trọng bản thân. Apply DC là 1.25, HK là 93 là 1.75, DV kép 1.5, làng cũng là 1.75. Nếu như mình muốn có nhiều tổ hợp thì ở đây mình có thể add vào. Ở đây mình có thể chạy là. Rồi, sau đó mình sẽ coi được là cái phần design review này nó sẽ có nè. Cái thép của mình là mấy cái thanh này. Mấy cái thanh của mình là thanh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 đây. Thì nó sẽ có cái thép yêu cầu 13, 4, 15. Thì thép ở đây của nó là nó sẽ có cái thép yêu cầu. Thép yêu cầu ở đây là 5139. Các bạn thấy ở giữa nè, ở giữa thép phải nhiều hơn. Từ cái thanh số 5 cho đến các cái thanh trong này là nó phải nhiều hơn. Còn cái ở ngoài nên bố trí ít hơn. Chứ không phải lúc nào mình cũng bố trí trí bằng nhau. Nó hay cái chỗ đó. Còn mình tính mặt cắt, mình tính một cái mặt cắt như tính tay, mình cắt cái chỗ này ra. Thì mình tính ở đây, sau đó mình bố trí đều hết ở trong này thì mình thấy nó. Ví dụ như thanh số 5 là nó là 25. Hoặc là lấy cho thanh số 6. Còn nếu như tính ở đây thì mình sẽ lấy cả thanh số 6 và số 7 là. 6 và số 7. 10. Để bố trí cho mấy phần còn lại. Để đây diện tích thép của mình là. 12, 8, 7. Mà ở đây nó yêu cầu là bao nhiêu? Ví dụ như đây các bạn. Mình có thể dùng cái này để mình kiểm tra lại cái thép mà tính bằng giải tích. Ví dụ như đây là bố trí nè. 12, 8, 6, 7, 6, 2, 3, 2. Thì ở đây nó nói là tính ra của nó sẽ là bao nhiêu. Cái lớn nhất là 37, 2, 5, 2, nghĩa là thép mình thiếu nhiều. Đó là một cái sàn ảo, mà đó là lý do tại sao mà trong quy trình thì người ta lại nói mình là phải tính. Đây là khúc thép đai. Đây nó có cái thanh. Ví dụ như mình có thanh số 17, thanh số bao nhiêu mình căn cứ vào đây nè để mình bố trí thép. Cái vùng mà chịu nén. Như vậy là cái thép đây của mình sơ bộ là mình bị thiếu thép.
Sơ bộ là bị thiếu thép rồi. Thì trong cái phiên bản này nó sẽ có thêm một cái mục rất là hay, đó là tắt cái này đi nó. Nó sẽ có cái phần view option. Ở đây nó sẽ vẽ lên cho mình coi cái phần cái đường lực nó đi như thế này. Mình muốn thì mình tắt nó đi. Nên mình có thể sửa thông tin ở đây. Mình in cái gì ra đúng không? Mình in càng nhiều thì cái báo cáo của mình nó càng chi tiết. Đây à, thì có một là report. Chọn vào preview. Cái này thì do bản demo mình không thể in cái này được. Đây, đây là cái kết quả của phần mềm. À, cái này mình có thể in ra được PDF. Đây là file dưới dạng TXT. Đây là trụ T1. T8. Đây là cái phần một report. V2020. Nào, chúng ta mở ra coi chi tiết nó tính như thế nào. Sau khi mình chạy bản này xong, với này mình dùng để thẩm tra là thì nó sẽ vẽ ra cho mình ra đây. Ôi nhầm. Này từ từ mình lại xuất ra. Mình trở lại ở đây và mình sửa cái tiêu chuẩn này lại mới được. Trong phần mô đồ nè. Nó là tính theo ASTO. Thì nó sẽ chạy lại cho mình. Thì tính theo hai cái đó thì cái và mình cũng tổ hợp lại. Một chấm 25. Cái này tải trọng bản thân của kết cấu thì cũng là 1.25.
1.75, 1.5, 1.75. Và lúc này mình mới là nếu như mà tính theo á tô thì thép là càng lớn rồi, nó 4 máy. Đây là mình xúc lại không? Để cho nó đổi cái tiêu chuẩn đi. Tải này có vẻ mình vào cũng chưa đúng không? Vì ở đây gối nó bị lệch.
nó là cách đẩy, nó còn một cách đẩy cao hơn nữa là mặt cắt hình, mặt cắt bất kỳ thì mình sẽ tự mình khai báo vào được.